Còn cái này là nhà 81 này, đây nhà 81. Đây là cái nhà đây đó hả anh? Đây nhà này là nhà hồi trước kia là của ông. Đây nhà 81 đây. Đây là nhà 81 này. À. Còn nhà có cây câu là nằm ở trên kia chút, trên kia. Xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Hôm nay Phương sẽ quay lại cái con đường Nguyễn Minh Khiêm đó. Bữa trước Phương cũng đã quay con đường Nguyễn Minh Khiêm mà Phương quay từ cái đầu đường phía bên Ngô Quyền. Thì Phương đăng cái clip lên đó thì cái chị Việt Kiều hay là cái anh Việt Kiều gì đó nói là Phương quay lại cái căn nhà 81 nằm ở đường Nguyễn Minh Khiêm đó. Thì Phương là không phải là người địa phương ở đây, thành ra Phương cũng quay rồi Phương đi đó. Thì gặp những người mà ở cái đường Nguyễn Minh Khiêm này ở lâu năm đó thì Phương sẽ đi tới đâu thì Phương cũng hỏi tới đó. Rồi bà con cô bác đi với Phương ha. Thì con đường Nguyễn Minh Khiêm này người ta cũng đang làm lại rất là dài luôn. Con đường phía bên tay phải màn hình của bà con cô bác là đường Phan Đình Phùng. Đây là ngã ba này. Bây giờ Phương hôm qua hỏi cái quán cà phê này đó thì thôi chỉ mấy chị này chắc là ở đây thì chắc thì cũng rành đó. Dạ anh chào chị ạ. Dạ anh chào chị. Anh chào chị. Chị ơi cho em hỏi có một Việt Kiều á, coi cái kênh YouTube của em đó là nói là quay lại cái căn nhà 81 đường Nguyễn Minh Khiêm đó. Thì cho em hỏi chị là người đây ở lâu chưa, để em hỏi chị dẫn đường giùm em, chị dùm đường em á. Năm mươi mấy năm rồi em, 55 năm rồi. Dạ. Thì có một cái Việt Kiều. À chị này trên rành hả? Chị này đang nghe điện thoại thôi, để chị nghe điện thoại rồi Phương hỏi thử. Chị là nhà chị Lợi. Dạ em chào chị ạ. Chị cho em hỏi là cái nhà 81 đường Nguyễn Minh Khiêm đó chị. Đi cho chú vô. 81 Nguyễn Minh Khiêm thì bây giờ có thể là nhà chị Lợi. Nhà chị Lợi y tá phường á cấp cho họ chị ở. Cái nhà đã sát bên cái trụ điện lớn á. Cái khán giả bình luận vô nói là cái nhà có hai chồng cây câu xinh xinh mà không biết cây câu xinh xinh là cây câu. Đúng rồi, xưa có cây câu rồi. Nhiều khi người ta dẹt cho cái mặt tiền nó sáng sủa. Vô đường ta chặt ta làm mở hổng, giờ là ta lại mở đường. Làm cái quầy thuốc á. Cho nên ta mở đường. Chị cho em hỏi chị là tên gì ạ? Nhiều khi khán giả có thể biết đến chị ạ. Hương ha, chị còn ở đâu con? Tại Hương Trần. Còn chị? Kim Châu. Lại. Còn gì này nữa nè. Nhiều khi mà em đăng lên đó nhiều người đó mấy chục năm rồi không được thấy bà con. Khi mà đang coi clip của em á gặp được bà con hàng xóm ta mừng lắm đó chị. Chị là Thanh Vân. Dạ chị Thanh Vân ha. Đó chị cũng nói là trên cái video. Mình là người địa bàn ở đây mà. Dạ. Thì nếu mà đúng như vậy thì em cũng hôm nay em cũng quay, bữa trước em quay rồi. Bây giờ cái chị Việt Kiều nói là quay lại một lần nữa để nhớ lại cái kỷ niệm họ đã sống cái căn nhà đó của tuổi thơ đó chị. Cái nhà chỉ rồi cách một hai hộ rồi đến một cái lạc cảnh, bây giờ nó mua. Nó mua là đến nhà bác gì hồi xưa bán cái tạp hóa. Bình Ni hả? Không phải, to con ông Bình Thọ. Bình Ni, ông Thọ. À. Ông nhà Bình Ni, ông Thọ. Dạ. Rồi, đó, em chỉ đó cái đường khu vực nhà đó. Đó, em quay lại đi quay lại hai lần. Bây giờ em sẽ đi tiếp ha. Em cảm ơn chị ha. Đó đi. Chị có nhớ nhà mình bước lại mấy bước. Dạ. Sao chị không có nói tên, họ tên Mỹ, tên nước ngoài đó em cũng không biết. Đó, nói cho mấy chị gửi lời thăm chị nha. Dạ. Nha. Chị có gửi lời thăm gì, chị nói chúc sức khỏe gì không ạ? Chúc sức khỏe chị, chúc may mắn. Chúc bà con ha. Đồng Hương á, gọi là Đồng Hương. Đồng Hương phường Xuân Hưng. Dạ. Đồng Hương phường Xuân Hưng. Dạ. Video này em sẽ đăng lên rồi mấy khán giả mà có ở đường Bình Khiêm đó sẽ biết đến chị ha. Rồi cái gì cái án hình sự rồi đưa lên luôn. Em chào chị ha. Chúc chị một ngày mới vui vẻ nha chị. YouTube em tên gì? Kênh của em là Nha Trang Biển Xanh đó. Dạ. Rồi cảm ơn Nha Trang Biển Xanh. Em chào chị ha. Rồi em chào tất cả. Bye. Chúc sức khỏe. Đang ở đường Phan Đình Phùng. Hả chị vâng. Bây giờ Phương đi lại ra cái ngã ba đường Nguyễn Minh Khiêm đó. Giờ này thì rồi, trời cũng rất nắng. Thì mỗi lần mà khán giả ở xe đó thì cứ bình luận. Rồi
Nếu mà khán giả mà nói có quay cái nơi mà mình đi lâu rồi không về đó thì cứ bình luận, rồi Phương có thời gian thì Phương cũng tranh thủ quay cho bà con cô bác khán giả xem. Con đường Nguyễn Minh Khiêm này người ta cũng làm dài từ con đường Trần Phú đó vô miết tới này luôn nè. Bên này có cái cửa hàng phế liệu ha. Xin chào anh ạ. Em quay cho một cái Việt Kiều đó mà. Việt Kiều ở cái con đường này đó, con đường 81. 81 dưới kia anh à. Dạ, 81 dưới kia anh. Dạ, dạ. Dạ, em đi tới đâu thì em cũng hỏi, dạ, em không phải là địa bàn anh ha. Dạ, dạ. Anh tên gì ạ? Tên Dương, Dương. Tên Dương, anh cũng ở đây lâu rồi ha anh ha? Ở từ nhỏ tới giờ. Dạ, đây là anh Dương ha, ở đường Nguyễn Bình Khiêm, cũng ở lâu rồi. Thôi em cảm ơn anh rất nhiều ha. Dạ, dạ. Dạ, chào anh ạ. Bên đây là đường Nguyễn Trường Tộ này. Thì hàng là cảnh này. Phương cũng đã đến cái nhà hàng này rồi nè. Nhưng mà Phương không biết đoạn nào đó. Nói là căn nhà mà có cái câu mà không biết đối diện là cảnh là không biết cái nhà nào. Không biết nhà đây hay là nhà nào đó. Đây Phương đã đứng trước nhà hàng Lạc Cảnh nè. Nếu mà Phương không biết vị trí nào của căn nhà 81 đó thì Phương sẽ nhờ cái anh hớt tóc đó, ảnh sẽ chỉ giùm. Bữa trước Phương cũng đã quay cái anh hớt tóc đó, ảnh nói là ảnh ở đây 50 mấy năm rồi. Giờ Phương đã tới cái ngã ba Ngô Quyền Nguyễn Minh Khiêm rồi nè. Chắc là Phương phải lên cái chỗ anh hớt tóc, anh chỉ giùm, anh sẽ hướng dẫn giùm. Nếu mà ảnh có cái thời gian thì ảnh sẽ dẫn Phương đi đó. Dạ em chào anh ạ. Bữa anh em có quay clip gì anh đó, nhiều khán giả biết đến anh luôn á. Giờ đi gặp trong hoàn cảnh này luôn hả? Đúng rồi. Chứ sao đâu, cứ bình thường mà bà con ở Hải Ngoại gặp mình là lúc nào mình cũng vô tư như thế này, là nghĩa là ví dụ dễ mồi, hay là nghĩa là cuộc sống lúc nào cũng ấm no đúng không? Dạ đúng rồi, vui vẻ là bà con rất là mừng luôn. Giờ dây luôn kem đây với dĩa con gà luộc nữa. Giờ này là em đi làm phóng sự Nguyễn Kim tới đâu rồi? Dạ thì cũng em cũng quay cái clip vừa rồi đó anh, thì có cái Việt Kiều nói là nhờ quay giùm cái căn nhà, thì đỡ em lát anh em lên hỏi cái anh hút tóc đó, anh có thời gian thì anh chỉ em đi. Nhà đó thì đó đối diện rồi đó, cái câu là nhà thì... 81 anh. Đúng rồi, cái nhà lầu 3 tầng đó đang đóng. Dạ. Cửa khóa đó. Dạ. Nếu mà nói như vậy thì chắc có lẽ là em nói đó là tên Dũng. Tên Dũng. Dạ. Tên Dũng á. Em trai út của chú Nhiêm với Thím Liên á. Dạ biết có phải không. Chắc đó. Là chính xác rồi anh ha. Tại vì nhà 81 thì chỉ ở đó 3 nhà. Dạ. Có 3 nhà nhưng mà 81 đầu tiên á là. Dạ. Nhà của Thím Liên á. Dạ. 81 thứ hai á là nhà của ông Sáu Vân, rồi ông bán lại cho vợ chồng Dung. Dạ. Tuy nhiên là không có trong cái diện mà Việt Kiều Việt Cúng gì đó. Dạ. Thì con của Dung với Lai là nó ở bên Nhật. Dạ. Nhưng mà nhà nó thì không có cây cầu. Dạ. Nhà nó có cái trụ điện. Dạ. Nhà thằng Lai có cái trụ điện. Rồi cái nhà 81 nữa thì giờ đang bán thuốc Tây. Dạ. Cho nên là trong 3 nhà 81 đó chỉ có một nhà là em đó, nó hỏi thì chắc có lẽ là nhà của Thím Liên á. Dạ. Nhà Nhiêm. Dạ. Nói vậy là chắc có lẽ là nó đến nha. Một chút nữa nha, em nhờ cái anh hớt tóc á, anh nói là có gì thì em cũng điện anh rồi, nói cái gì anh dẫn em, chứ em là không phải địa bàn này. Thôi cùng mình cũng thấy người ta đi mấy chục năm rồi đó chị, nhớ quê hương, nhớ nơi mình sống đó, thì mình cũng nhiệt tình. Mình nhiều cũng người quay. Nói sao không quay xuống như góc chợ người ta đang ở dưới đó, nhưng dạ. Quay cái tới khúc đây kia hết. Dạ. Đúng rồi, ủa chị có coi kênh của em đúng không? Không, có nhiều đứa quen với mẹ. Dạ. Tháng bữa có đưa cho nó coi á. Dạ. Đưa cái clip này cho nó coi á. Dạ. Xong nó coi. Xong quay lặt cảnh cho nó. Dạ dạ, em có quay lặt cảnh rồi anh. Nhà thờ có quay không? Dạ. Dạ chưa, để lát anh nhờ anh. Thấy cái khúc đó. Chào nha. Dạ. Các chiến hữu đồng hương nhớ về Việt Nam nhậu nha. Dạ. Việt Nam là vô tư luôn. Anh là người ở đây luôn hả? Ở đây. Dạ, anh có cảnh.
Nguyễn Minh Khiêm. Anh có thể nói bây giờ cái tên và cái địa chỉ của mình đang ở mà đỡ bà con hãy gọi ở xóm mình. Bây giờ mình là tên là Trần Minh Huấn nha. Dạ. Bây giờ là ở bên số 3 đường Sao Biển. Dạ. Đó. Trước á. Dạ. Hồi trước ở trong hẻm số 1. Dạ. Xuyên 15 Nguyễn Minh Khiêm chỗ Tiên Roneo á. Dạ. Chỗ đó Nghĩa bán cá đó. Dạ. Đó là biết liền. Dạ. Chỗ nhà hai quần á. Dạ. Trời khu hồi xưa là ở đây nè, từ năm 63. Dạ. Đó. Em cảm ơn anh ha. Rồi rồi. Dạ. Em chào anh ạ. À. Để em tới cái anh chỗ anh hớt tóc nè. Rồi. Nếu mà ông bạn mà ông ở đây á là hỏi số 1 Nguyễn Minh Khiêm ai cũng biết. Dạ. Ở nhà bà Bụt Thìn bán cá. Dạ. Với nhà ông hai quần. Dạ. Đó là ai cũng biết hết. Rồi, em chào anh. Cảm ơn anh rất nhiều ha. Chúc anh các anh khỏe luôn ha. Rồi khỏe. Thấy anh tới mà thấy ăn gì là thấy vui rồi hả? Bà con mà ở xe thấy anh khỏe cười rồi vui vẻ rồi cầm cơm ăn gì là ok thì, rồi. Cái bữa cơm sáng á, thường thường á khi mình xong hết một số việc rồi mình mới ăn sáng. Dạ. Nên cái giờ ăn sáng của mình nó lại trễ hơn so với mọi người. Dạ. Tới bây giờ lại thấy đang ngồi nhồi nhậu mới vui chứ còn ngồi ăn cơm đâu vui đúng không? Ngồi nhậu đâu mới vui. Dạ. Rồi em chào anh ha. Rồi, rồi, rồi. Rồi bây giờ Phương cũng tới cái tiệm lại chỗ tiệm hớt tóc của cái anh này nè. Bữa trước thì cũng có nhiều người biết về Zalo điện cho Phương đó. Dạ em chào anh ạ. Chào em. Bữa giờ hớt ok không? Cũng lẽ ra em cũng được. Dạ. Chứ chuyển vô đây làm không có bằng ở ngoài kia lúc trước. Dạ. Bữa em có quay clip gì anh đó. Thì anh có coi clip của em quay không? Có, cũng có. Rồi anh có thấy bình luận của khán giả không? Không để ý bình luận khán giả. Dạ. Thì mình cứ coi thôi chứ còn không có để ý bình luận khán giả. Thì hôm nay thì em cũng quay lại cái đường Nguyễn Minh Khiêm đó anh. Thì có một cái Việt Kiều nói là nhờ quay lại cái căn nhà mà tuổi thơ chị em của anh chị này nè sống. Là căn nhà 81. Là nhà 81 là nhà của hình như là nhớ là của Trần Son. Trần Son hồi xưa kia là ở bên cùng giữa đó, là bên Duy Hòa đó, chuyển qua đó như là có người con gái lớn là tên Thơ hay sao đó. Dạ. Anh nhớ như vậy, như là ở nước ngoài hết rồi. Dạ. Chị em ở nước ngoài hết rồi. Dạ. Thì nói là nhờ quay giùm, không biết mà con đường hôm nay ra sao đó, thấy em quay thì họ cũng mừng lắm. Thì hôm nay thì em cũng tranh thủ đó, thì em thì không rành cái địa bàn này. Chắc là nhiều khán giả biết đến thì anh cũng rành cái địa bàn này, lát anh sẽ dẫn em đi ha. Rồi lát nữa anh dẫn đi, cứ rảnh em dẫn đi, anh hướng dẫn cho. Dạ. Tại vì con đường này là phóng hai lần rồi, lần thứ hai thì thử nó thay đổi hết, thay đổi nhiều lắm. Dạ. Hai lần phóng đường rồi. Hai lần thứ hai này. Dạ. Thành thử nó thay đổi nhiều. Đó, Phương cũng nói là chút nữa ảnh sẽ hớt tóc xong cho khách đó, rồi ảnh cũng nhiệt tình dẫn Phương đi. Thì ảnh cái là cái người sống ở đâu lâu năm ở đây biết đó. Thì cũng có khán giả nói là nhờ quay giùm lại cái cầu gỗ anh. Với cái trường Nguyễn Trường Tộ gì đó. Cái trường Cố Tùng đó, còn cái cầu gỗ là cái cầu cùng giữa bây giờ là bỏ luôn rồi. Dạ. Dẹp luôn rồi. Dạ. Bây giờ đang bên đó là giải tỏa, giờ đang coi như là che lại cái miếng, nó che cái cầu đó, che lại luôn, chặn lại rồi đó. Dạ. Thôi ấy là anh làm xong đi ha. Rồi có gì lát nữa anh hướng dẫn cho. Bây giờ anh Tuấn đã xong, anh hớt tóc xong đó, anh cũng dẫn Phương tới cái nhà mà cái chị khán giả nói là quay giùm cái nhà 81 đó. Cái nhà đó gần đây không anh? Gần. Đấy này, trên đầu đường này em à. Hồi nãy nhà em giờ nhà 81 là đây này. Hồi nãy em cứ đi quần quần mà không biết cái căn nhà nào hết. Đây nhà 81 này, đây là nhà 85. 83 là nhà của chị Thanh, vợ chồng Thanh Thọ là cũng ở nước ngoài hết luôn, cũng đi nước ngoài hết luôn. Còn cái này là nhà 81 là đây. Nhà 81. Đây là cái nhà đây đó hả? Đây nhà này là nhà hồi trước kia là của ông. Đây nhà 81 đây. Đây là nhà 81 rồi. À. Còn nhà có cây câu là nằm ở trên kia chút, trên kia. À vậy là cái nhà nào nói là trước khi là cảnh đó. Trước là cảnh là nhà đây. Nhà nào? Nhà ông Dung Hòa, ở nhà ông Bông. Nhà ông Diêm. Đây là nhà 81 là nhà ông Diêm. À nói là có cái câu nè đúng không? Cái câu nè đây. À đây nè. Vậy là chắc nhà đây đúng không đây, anh? Đây, nhà cái câu nè. Đây anh Tuấn, chị Phương. Đây là nhà 81 nè.
Đây là nhà 81 à. Đây là căn nhà 81 bán thuốc tây ha. Đây cái nhà là có cái câu vẫn còn nè. Hồi trước là nhà sửa máy may á. Hồi xưa kia là ở đây là sửa máy may. Nhà nào anh? Nhà 81 là sửa máy may. Dạ. Rồi sau này bán lại cho coi như hai chủ. Dạ. Một nhà là bán lại cho hai chủ. Dạ. Ừ. Còn cái nhà mà cái chị Việt Kiều á nói là cái nhà đây nhà này bên đây. Ủa sao chị nói là có cái câu gọi là cái nhà. Cái câu là nhà đấy. Cũng không, nhà này là Việt Kiều đi hết đúng không? Ừ. Không, nhà này là không có Việt Kiều đi hết đâu. Nhà này là cái câu này sát bên nè. Thì ở đó rồi đó, nhớ bên máng là gần cái câu thôi. Đây nè. Ừ. Nói là không phải có cái nhà chị Việt Kiều. Chắc là cái nhà đây hả? Ờ, nhà là nhà Việt Kiều là đó. Cái nhà đây anh nói là cái nhà đó cái chị tên gì anh? Ờ, cái tên chị đó nãy là mới nói quên mất hả? Tự nhiên quên Thành mất con. Thành hả? Không, là hồi trước đó là nhà bố cha mẹ của nó là Trần Son. Dạ. Là Trần Son, còn con như là cô gái lớn là tên gì nãy mới nói là giờ anh quên mất rồi, cái tên tự nhiên quên mất rồi. Tên gì lâu quá tự nhiên quên, anh cũng quên mất rồi. Trước này là nhà của Trần Son ở bên cùng giữa, qua cái cầu gián, qua cầu gỗ. Đó là cầu gỗ trên đây. Dạ. Cầu gỗ trên đây. Bây giờ anh chỉ em một cái cầu gỗ chút xíu được không? Cầu gỗ là mình phải lên một quãng nữa. Được quãng nữa. À, một quãng nữa ở một 50 mét. Dạ. Ừ. Mất cũng mất thời gian công của anh ha. Giờ này. Dạ. Thôi cái anh cũng nhiệt tình anh chỉ giùm em ha. Đây lên trên này. Đây này nè chị Bì Kiều chị cũng nói cái nhà. Dạ anh Minh dạ. Dạ. Đây là cảnh sát khu vực hồi xưa, đây là ở đây nè, cảnh sát khu vực là Linh Minh. Dạ. Đây nhà cũng có nghe nói là trước là cảnh có cái nhà có cái câu này. Có cảnh sát khu vực coi như là xưa luôn. Bây giờ anh Tuấn dẫn Phương đi tới ngay chỗ cái cầu gỗ đó. Bây giờ cầu gỗ còn không anh? Không, cầu gỗ bây giờ là chuẩn bị phóng ra thành con đường luôn. Dạ. Phóng ra thành con đường coi như là Phan Đình Phùng với lại đi qua cái sau bờ kè, coi như bờ kè sống cồn xưa đó. Dạ. Cồn giữa xưa đó. Cái clip mà hôm em đăng anh lên đó là nhiều người rất là biết anh đến anh đó. Đúng rồi, thì anh ở đây cũng lâu rồi, ở đó, nếu tính ra là 53 năm rồi đó. Tuổi là 53 tuổi đó. Dạ. Thì ở đây lâu rồi cũng biết nhiều. Đây chỗ bán phế liệu ha. Ở đây là phế liệu của anh bé, hồi xưa giờ đây rồi, nếu mà coi như là ai ở Nguyễn Kim biết anh bé này, anh bé này là chủ của phế liệu. Anh là anh bé đây. Đó, anh là chủ của vụ phế liệu đây nè. Xưa giờ ở đây. À, thì anh Tuấn đi tìm dưới quay cái căn nhà 81 đó. Dưới cái nhà có cái hàng câu nữa trước là cảnh đó. Thì anh cũng nhiệt tình dẫn Phương đi tới ngay chỗ cái cầu gián. Bây giờ cầu gián là bị chặn rồi, không có còn cái cầu gián nữa. Bây giờ là thông qua là con đường, sau này là con đường ngã tư. Dạ. Thành ngã tư Nguyễn Minh Khiêm lại Phan Đình Phùng. Bây giờ cũng 11 giờ rưỡi rồi. Bây giờ cũng anh Tuấn anh cũng về đó, còn tranh thủ buổi chiều để làm thêm đó. Rồi em cũng cảm ơn anh Tuấn rất nhiều ha. Ờ, không có gì em. Thì cái clip này nếu mà có lên đó thì khán giả mà được nhìn thấy cái căn nhà của mình đó là rất cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều luôn á. Rồi chào khán giả. Rồi Phương cũng xin kết thúc video đây. Hẹn lại video sau Phương sẽ tiếp tục đăng cho bà con mình xem ha. Nếu mà thấy video này hay đó thì cho Phương một like hoặc là đăng ký kênh để Phương tiếp tục quay cho bà con xem. Rồi Phương xin chào và hẹn gặp lại ạ.